Chào các bác, hiện tại mình đang dư một chiếc lồng cu gáy rất là đẹp như các bác thấy ở đây. Đấy, lồng được lợp lá rất là mát hè ấm đông, phần móc hoàn toàn tự nhiên củ tre. Phần cửa là mặt mun nhìn rất là sang, cái này có nắp đậy này các bạn. Sách chim đi dãi rượt hoặc chơi ở nhà rất là tĩnh chi. Phía dưới là cái khay phân này, cái mẹt hướng phân này rất là tiện lợi luôn nhá. Tự nhiên luôn đấy, cái này xoay được nhá. Xoay luôn. Đấy, rất là đẹp. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình.